Mao Hiểu Đồng, Ngọc Nữ bị cha ruột vứt vào thùng rác, bạn trai cắm sừng. Mao Hiểu Đồng trong những ngày gần đây đang nhận về sự cảm thông sâu sắc từ người hâm mộ sau vụ việc bị Trần Tường, người tình cũ từng mặn nồng với cô 2 năm ám hại. Sau 4 năm im hơi lặng tiếng, vụ bắt gian tại trận bạn trai ngoại tình này được lật lại, chiếm trọn sự chú ý của công chúng với những diễn biến mới phức tạp. Trong đó, nữ chính của drama là Mao Hiểu Đồng cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Khi đào lại quá khứ của nữ diễn viên 30 chưa phải là hết, ai nấy cũng đều phải ngã mũ thán phục khi Mao Hiểu Đồng có thể vượt qua nghịch cảnh để gây dựng sự nghiệp vững chắc như vậy cho tới khi trưởng thành. Tuổi thơ bị cha ruột ném vào thùng rác. Mao Hiểu Đồng sinh năm 1988 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Mẹ nữ diễn viên bỏ học khi mới 16 tuổi và kết hôn với Lý Siêu, một người đàn ông rượu chè, bài bạc, nghiện ngập. Vì kiếm tiền bỉm sữa cho con, khi đang buồn mang giả chữa, mẹ cô vẫn phải đi bán bánh trôi ở vỉa hè. Một lần không may vấp ngã, mẹ Mao Hiểu Đồng phải sinh non, từ đó nữ diễn viên ra đời. Cha của Mao Hiểu Đồng vốn trọng nam khinh nữ, khi biết đứa con đầu lòng là con gái, Lý Siêu tức giận bỏ đi, để lại người vợ mới sinh ở bệnh viện. Chẳng bao lâu sau, trong một lần say rượu, Lý Siêu đem Mao Hiểu Đồng vứt bỏ ở một thùng rác ven đường. May mắn thay, mẹ cô đã phát hiện kịp thời. Mao Hiểu Đồng chia sẻ, người cha dường như chưa từng tồn tại trong sinh mệnh của tôi. Cảm ơn mẹ đã đem tôi nhặt về từ đống rác. Năm Mao Hiểu Đồng 2 tuổi, mẹ cô ly hôn và một mình nuôi nấng con nhỏ. Bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ nhận được 50 tệ, 180.000 đồng tiền cấp dưỡng từ người chồng tệ bạc. Mẹ nữ diễn viên cho biết, sau khi ly hôn, ông ta không thèm gặp mặt con. Mãi đến khi con gái sắp tốt nghiệp đại học, anh ta mới chịu xuất hiện. Thế nhưng, đó là vì con bé tham gia một bộ phim truyền hình bắt đầu có chút tiếng tăm. Sau khi cha mẹ ly hôn, Mao Hiểu Đồng đổi sang họ mẹ. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, nữ diễn viên rất chăm chỉ trong việc học tập. Có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, mới 4 tuổi, Mao Hiểu Đồng đã học chơi đàn điện tử và nhiều lần tham gia chương trình của đài truyền hình Thiên Tân. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ trường vũ đạo chuyên nghiệp Bắc Kinh, học nhảy Latin, nhảy hiện đại và đoạt giải trong nhiều cuộc thi khiêu vũ. Năm 17 tuổi, Mao Hiểu Đồng thi đỗ khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương. Năm 2010, Mao Hiểu Đồng chính thức bước chân vào showbiz, nhưng đến năm 2012, cô mới được khán giả biết đến rộng rãi nhờ tác phẩm Trần Hoàng Truyện. Mao Hiểu Đồng tham gia nhiều bộ phim đình đám như Vân Trung Ca, Cẩm Tú Vì Ương, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Mao Hiểu Đồng bắt đầu gây tiếng vang trong làng giải trí Hoa ngữ nhờ vai diễn nhỏ trong bộ phim cung đấu đình đám Trần Hoàng Truyện. Mặc dù diễn xuất bên cạnh những tên tuổi lớn, trong đó có Tôn Lệ, nhưng vai diễn của Mao Hiểu Đồng cũng không vì thế mà trở nên nhạt nhòa. Tình duyên không suôn sẻ, bị bạn trai cắm sừng. Xinh đẹp và tài năng là vậy, nhưng đời tư của Mao Hiểu Đồng lại chẳng mấy suôn sẻ. Không chỉ bị phản bội trong tình yêu, cô còn dính phải rắc rối với người cha tệ bạc, tham lam, đòi hút máu con gái khi nữ diễn viên đang lao đao giữa tâm bão dư luận. Không chỉ cuộc sống gia đình, đời sống tình cảm của Mao Hiểu Đồng cũng chẳng hề suôn sẻ. Cô từng có một mối tình tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông với nam diễn viên Trần Tường. Cả hai quen nhau sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp. Năm 2015, Mao Hiểu Đồng và bản sao Lee Jun Ki Trần Tường công khai hẹn hò và nhận được sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ. Thậm chí khi tham gia show truyền hình, mỹ nhân Cẩm Tú Vì Ương còn chia sẻ, cô có tính tới chuyện hôn nhân. Ai ngờ, chỉ 2 năm sau đó, cặp đôi này tuyên bố chia tay. Thời điểm đó chưa ai biết rõ về nguyên nhân cặp đôi chia tay và cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi Mao Hiểu Đồng và Trần Tường vô cùng đẹp đôi khi ở bên nhau. Tuy nhiên, mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khác và Trần Tường trở thành cái gai trong mắt mọi người sau khi nguyên nhân chia tay được tiết lộ. Theo đó, một người bạn của Mao Hiểu Đồng đã chia sẻ đoạn clip trích từ CCTV căn hộ nơi Trần Tường sống. Đoạn clip cho thấy, nam diễn viên này ngang nhiên dẫn nữ diễn viên Giang Khải Đông về nhà ngoại tình và bị mỹ nhân Trần Hoàng Truyện bắt tại trận. Với tính cách mạnh mẽ, Mao Hiểu Đồng không hề dừng lại để suy nghĩ hay nghe lời giải thích của Trần Tường mà lập tức dọn khỏi căn hộ ngay trong đêm. Quyết định đường ai nấy đi với người bạn trai ngoại tình. Khi đoạn clip được trích từ camera căn hộ nơi Trần Tường sinh sống được công khai trên mạng xã hội, netizen vô cùng thương tiếc cho Mao Hiểu Đồng vì gặp phải tra nam, dấy lên những màn chỉ trích Trần Tường, Giang Khải Đồng một cách dữ dội. Nữ diễn viên chia sẻ, tình cảm giữa hai người không thể coi như trò đùa được. Việc ngoại tình đối với tôi là không thể chịu đựng, được xem nhẹ dũng khí của một người phụ nữ khi xử lý vấn đề. Quả thực, việc Mao Hiểu Đồng nhanh, gọn, nhẹ, dùng 4 tiếng đồng hồ để dọn ra khỏi căn hộ của Trần Tường một cách dứt khoát, được coi như cách kiểu mẫu của phái đẹp khi bị cắm sừng. Cũng trong lúc này, Lý Siêu, người cha tệ bạc từng bị bắt giam vì sử dụng chất cấm của Mao Hiểu Đồng, lại hợp tác với anti-fan của cô, muốn hủy hoại sự nghiệp của con gái mình.
Ông lên án Mao Hiểu Đồng không nuôi dưỡng bố, đòi con gái phải cho 50 triệu tệ, 165 tỷ đồng. Thậm chí còn lên TV nói xấu cô. Không những vậy, ông còn đòi Mao Hiểu Đồng phải đổi về họ Lý cũng như giữ mối quan hệ ổn định với ông. Cha Mao Hiểu Đồng cũng muốn được hưởng những chu cấp mà vợ cũ đang nhận được từ việc con gái đang làm người nổi tiếng. Bà ấy ở biệt thự, tôi cũng ở biệt thự. Bà ấy ngồi xe Hummer, tôi cũng phải được ngồi xe Hummer. Quyết không chấp nhận yêu cầu vô lý, Mao Hiểu Đồng đoạn tuyệt quan hệ với cha. Công chúng vừa xót xa cho cuộc sống khổ sở vì người cha bội bạc của Mao Hiểu Đồng, vừa thán phục trước sự mạnh mẽ, dứt khoát của cô gái tưởng chừng mong manh yếu đuối này. Sau khi chia tay với Trần Tường, Mao Hiểu Đồng rất ít khi nhắc tới chuyện tình cảm trước ống kính truyền thông. Hơn nữa, cô cũng chẳng hề lên tiếng oán trách tình cũ để thu hút sự chú ý. Thay vào đó, Mao Hiểu Đồng dành nhiều thời gian cho sự nghiệp và có bước tiến mạnh mẽ sau thành công của bộ phim 30 chưa phải là hết. Biến cũ lật lại sau 4 năm, tình cũ lộ bản chất tráo trở. Cứ ngỡ là trời yên bể lặng, thì sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Trần Tường bất ngờ giải thích rằng mình bị bạn gái cũ đổ oan suốt 4 năm nay. Anh xác nhận mình không ngoại tình. Cảnh tượng Mao Hiểu Đồng gặp tiểu tam tin đồn Giang Khải Đồng trong thang máy là vì trước đó Trần Tường có hẹn Giang Khải Đồng đi spa làm đẹp. Sau đó, bản thân Trần Tường tung loạt ảnh, chụp màn hình tố mỹ nhân Trần Hoàng Truyện dàn xếp với ekip tố bạn trai cũ ngoại tình. Chiều 30 tháng 1, Giang Khải Đồng, người bị cho là tiểu tam cặp kè với Trần Tường, đăng bài viết dài trên Weibo thanh minh về scandal 4 năm trước. Nữ diễn viên Vô Tình Yêu Anh khẳng định, khi cùng Trần Tường đóng Thiên Khu Chi Khế Ước Hành Giả, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2017, Trần Tường nhiều lần nói anh đã chia tay, hiện độc thân, đồng thời tỏ ý thích cô, nhưng hai người từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ bạn bè. Giang Khải Đồng giải thích về việc xuất hiện ở nhà Trần Tường rằng cô vốn định đợi dưới gara nhưng sợ bị paparazzi chụp ảnh nên mới đi lên cùng Trần Tường. Khi lên, cô còn cố ý giữ khoảng cách với anh trong thang máy và nhìn quang quốc để phòng bị chụp ảnh. Hai người chỉ vừa vào nhà được một lát thì Mao Hiểu Đồng xuất hiện, sau đó cô rời đi trước. Giang Khải Đồng cho biết cô không lên tiếng ngay khi vụ việc gây ồn ào vì tin tưởng Trần Tường có thể xử lý êm đẹp. Nhưng sau đó, scandal ngày càng lớn đến độ cô có nói thì cũng chẳng ai tin. Giang Khải Đồng khẳng định mình không phải tiểu tam, tuyên bố sẽ kiện nếu sau này có ai đó vu oan hãm hại mình. Trong khi cộng đồng mạng lại xôn xao bàn tán, liệu Mao Hiểu Đồng có phải trà xanh, gây bẫy tình cũ hay không? Mỹ nhân Cẩm Tú Vì Ương tung file ghi âm có nội dung 18+. Không chỉ minh oan cho bản thân mà còn vạch trần bộ mặt tráo trở của tình cũ. Trong đoạn ghi âm này, Mao Hiểu Đồng cay đắng khi hỏi phản lại Trần Tường. Tại sao trai đơn gái chiếc lại ở cùng nhau, anh thì cởi trần, chị thì trốn trùi trốn lũi. Cụ thể, theo file ghi âm được ghi lại vào đầu tháng 10 năm 2017, Mao Hiểu Đồng chỉ trích gây gắt Trần Tường khi cô nhìn thấy anh cởi trần ở cùng một phòng với Giang Khải Đồng. Còn cô Giang thì vội trốn khi Mao Hiểu Đồng đột ngột trở về. Trần Tường một mực nói, mình chỉ đang thay áo, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Khi bị chất vấn, anh thay áo trước mặt cô ta sao? Trần Tường nói, tính anh vốn vậy, thậm chí có thể trực tiếp thay quần áo trên phim trường. Theo file ghi âm được ghi lại vào cuối tháng 10, 2017, khi show thực tế nhà trò thân yêu của Trần Tường lên sóng, Mao Hiểu Đồng chỉ trích Trần Tường liên tục nói dối trong show thực tế, khóc lóc nói hai người đã chia tay rồi thể hiện tâm trạng thương cảm trên Weibo. Trần Tường còn đổ lỗi cho tổ sản xuất cố tình cắt ghép, nhưng Mao Hiểu Đồng tố anh cố diễn như vậy vì muốn gây sự chú ý. Với bằng chứng rõ ranh rành như vậy, Mao Hiểu Đồng đã thoát khỏi cái họa từ trên trời rơi xuống này. Không dừng lại ở đó, có nguồn tin cho biết, Giang Khải Đồng, tiểu tam chen chân vào cuộc tình của Mao Hiểu Đồng và Trần Tường là kẻ đứng đằng sau giật dây, giở thủ đoạn để dìm nữ diễn viên. Năm 2018, Giang Khải Đồng đã tìm cách có quan hệ với một phó giám đốc phụ trách sản xuất một show truyền hình, sau đó đưa bố Mao Hiểu Đồng lên sóng, phơi vĩnh số tiền 50 triệu tệ, 180 tỷ đồng từ con gái. Nguồn tin cho biết thêm, Giang Khải còn chú thuốc vào ly nước của nữ diễn viên Trần Hoàng Truyện khiến cô bị dị ứng phải nhập viện. Tất cả những biến cố trên đã khiến netizen xứ Trung xót xa vì cuộc đời Mao Hiểu Đồng có quá nhiều nỗi thống khổ. Từ người cha vô trách nhiệm, bòn rút tiền của con gái, cho đến tình cũ trơ trẽn ngoại tình, tiểu tam rất tầm dở thủ đoạn hãm hại. Vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, Mao Hiểu Đồng bị truyền thông bắt gặp hẹn hò với một chàng trai lạ mặt. Cụ thể, sau khi hoàn thành công việc, nữ diễn viên và chàng trai lạ mặt này cùng nhau trở về căn hộ riêng. Trên đường đi, cả hai liên tục có những cử chỉ thân mật hết sức tình tứ. Trước hình ảnh này, ai cũng mừng thay cho Mao Hiểu Đồng khi cô đã tìm được người đàn ông mới tốt hơn Trần Tường.